xe tao tao rửa đâu. Ok, vô đi. Hả? À, thầy đi, nó nè, mày ngồi mày nhúng, mày thử nhúng xe tao đi. Cái nè, mới châu 12 á. Anh Vũ à. Nè, chờ mấy nhúng mà nó còn chạm cái chân trống này. Nè. Chờ. Nó bên mê châu 12 mà nó đang chạy qua đây nè. À, thì qua đi rồi xem cho. Chào mọi người. Chào anh. 5 minutes later. À, thì nãy anh em uống cà phê xong thì hiện tại đang quay phim chụp hình ha. Đó, như các bạn thấy thì dự định tới đây của mình là nó sẽ có rất là nhiều cái mới trong cái video ha. Đó, thì đây là anh em đang đứng ở chùa Châu Thới đây. Đó, thì rất nhiều anh em đang quay phim chụp hình ha. Rất là vui. Hiện tại đây đó, hiện nãy mình có quay cho các bạn xem á đó. Đó, thì hiện tại ở đây rất là nhiều xe ha. Ở đây có Sonic nè, nãy có một bạn mới giao lưu đó. Thì đây là một dàn Winner đó. Thì hiện tại mình đang ở trên Châu Thới đó. Thì tất cả anh em ở khu vực Dĩ An cũng như Biên Hòa sẽ ghé vào đây đó. Tại vì mình có một nhóm, thì nhóm này không phải là đua bơi gì cả, mà giao lưu tất cả anh em để cùng chung một cái đam mê mà đó. Đây dàn Winner ha. Đó, đồ cũng có mà jean cũng có. Ở đây có một chiếc lạc đòi nè. Đó. Có hai con Winner ha. Thì sắp tới mình sẽ có những cái video về Winner cho các bạn ha. Đây, Winner nhìn cũng đẹp mà đúng không? Ok. Đó, đây. Đó, xem mình. Đó. Thì sắp tới đấy thì nếu mà các bạn ở gần khu vực Dĩ An á thì có thể ghé giao lưu cùng nhóm mình. Đó, thì ghé vào chơi thôi, uống nước cà phê này nọ thôi. Đó. Rồi lâu lâu cuối tuần đi chụp hình, quay vlog với mình. Thôi, đây. Đó. Thì sắp tới đây sẽ có những video đặc biệt về những chiếc xe trong nhóm ha. Rồi.